Xin chào các bạn. Clip này chúng tôi xin mời các bạn nghe một bài tản văn hay về tình yêu tuổi học trò. Bài viết của tác giả Khánh Mister đăng trên trang bi.net.vn. Mời các bạn cùng nghe tản văn về tình yêu tuổi học trò. Đời người như một bánh xe luân hồi. Bánh xe ấy cứ quay tròn theo chu kỳ mà chưa một lần lùi về phía sau. Đã có lúc tôi ngồi ngẩn ngơ rồi thầm ước cho bánh xe đời mình dừng ngay thời điểm thanh xuân tuổi học trò. Bởi ở đó tôi đánh rơi mất một người quan trọng. Chàng trai khiến trái tim tôi bao lần loạn nhịp. Trong những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi được cười, được khóc, được sống với những cảm xúc đầu đời trong trẻo, tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Nếu bạn cũng như tôi trân trọng tình yêu thuở còn cắp sách đến trường, bạn hãy cùng tôi trải mình qua bài tản văn về tình yêu tuổi học trò của tôi. Chúng ta có thể tìm lại những giây phút đầy mộng mơ của tuổi trẻ, giữ lại một chút tình giữa khung trời hạ cũ. Nếu ai đó vô tình hỏi tôi mối tình nào đẹp nhất trong đời, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: mối tình ở tuổi học trò. Đó là lý do tôi ngồi đây viết tản văn về tình yêu tuổi học trò. Quay lại trường cũ, vào một ngày hạ vàng nắng đẹp, vẫn con đường ấy, vẫn góc sân ấy, vẫn khung trời trong xanh ấy, vẫn kỷ niệm chia tay ướt nhòa nước mắt mà thời gian chẳng thể hong khô dẫu năm tháng dài rộng đi qua. Đã gần 10 năm trôi qua, đôi chân bôn ba xuôi ngược, cũng đã trải qua vài ba mối tình, nhưng lòng vẫn đầy ắp thương nhớ khi nghĩ về người cũ. Những ngày nắng hạ, tôi giật mình chợt nhớ ra rằng mình không còn là cô nữ sinh ngây thơ trong tà áo dài đạp xe đến trường. Gương mặt giờ đây đã có nét chững chạc của tuổi trưởng thành. Trường cũ bây giờ trở thành trường xưa. Người cũ bây giờ trở thành người dưng mất rồi. Hôm nay nhìn thấy cậu học trò chở cô nữ sinh cười đùa trên đường với tà áo dài tung bay trong nắng vàng, tôi nhìn ngẩn ngơ và thầm nghĩ phải chăng đã tìm thấy mình giữa ngần ấy thời gian dài đã qua. Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ với đôi lần bị cảm nắng. Có một người bạn khác giới hoàn hảo đến lạ, vừa là người bạn thân cùng đến trường, vừa là người yêu cùng nắm tay ngượng ngùng, cũng có thể là anh trai bảo vệ đứa em gái bị người khác ăn hiếp. Vì sao người ta thường gọi tình yêu tuổi học trò là hồn nhiên, trong sáng? Đừng gắn mác cho nó tình yêu trẻ con, mà đơn giản đây là lần đầu tiên bạn có cảm giác biết thương, biết nhớ, biết nhìn cuộc đời bằng màu hồng với bao ước hẹn thời son trẻ. Tình yêu học trò khác xa với tình yêu trưởng thành. Nó tinh khiết bởi yêu thương và nhung nhớ, giúp đỡ nhau, không có một cái giá nào cả. Không tiền bạc, địa vị, nhan sắc, quyền lợi. Ai đó đã nói, thanh xuân như cơn mưa rào. Dù có bị cảm lạnh vì ướt mưa, chúng ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Thật vậy, nếu cho tôi một điều ước, tôi không ngần ngại mà ước thời gian có thể quay lại để được hòa mình vào dòng cảm xúc biết thương một người như thuở ban đầu. Ngày đó, tôi và anh khác lớp nhau. Ai có thể hiểu được cảm giác tiếng trống tan trường vang lên là bao bồi hồi, ngóng trông, chờ đợi bức thư tay hay chỉ ánh nhìn dõi theo khi anh ngang qua lớp. Thời đó, nếu chẳng may anh vô tình không nhìn tôi, chắc chắn đêm đó tôi thao thức, trằn trọc chẳng ngủ được.
cái cảm giác xao xuyến chẳng thể nào quên. Tôi thú thật với các bạn, việc yêu đương của mình lúc ấy ảnh hưởng khá nhiều đến việc học. Học kỳ 1, năm lớp 11, chỉ vì dành nhiều thời gian cho anh mà tôi bị rớt hạn. Cái ngày học phụ huynh như ngày tận thế với tôi. Bà tôi rất khắt khe, thế là cả học kỳ 2 tôi chẳng dám gặp anh nhiều. Tôi cố gắng điều tiết lại bản thân và như vậy mới đạt được kết quả học tập mãn nguyện. Hỡi các bạn học sinh, đừng nên dồn 100% thời gian, năng lượng cho việc yêu đương. Vừa học vừa yêu, cân bằng được nó, bạn sẽ trải qua một thời thanh xuân với những thước phim tình cảm Hàn Quốc lãng mạn mà vẫn công bằng với tương lai của mình. Mối tình đầu là mối tình giang dở. Quay lại mối tình của tôi với chàng trai ấy một chút, bạn có biết tại sao tụi mình không đến được với nhau không? Không phải vì hết thương, càng không phải vì không hợp, mà đơn giản vì chúng ta giống những con đường. Đã cắt ở những con đường này sẽ cắt ở những con đường khác. Ít ai giữ được trọn vẹn tình yêu tuổi học trò. Vẫn thương đấy chứ, nhưng dường như cuộc sống xô bồ. Hai đứa, đứa trong nam, đứa ngoài chung. Những lần liên lạc vơi bớt, những quan tâm hỏi han không còn dày đặc như trước. Và thế rồi, ai cũng tìm được cho mình con đường đi riêng. Con thuyền cập bến hạnh phúc mãi mãi không gọi tên nhau. Có thể bạn cho rằng chúng tôi bao biện cho tình cảm non nớt, không đủ kiên định. Nhưng thật sự, đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại. Người lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng. Và chúng tôi đã xa nhau như thế. Tình yêu đôi lứa khác xa tình thân các bạn ạ. Tình thân là gì? Cho dù các bạn có chối bỏ, ghét cay ghét đắng, nhưng cùng chung huyết thống với người đó là điều bất di bất dịch, không thể chối cãi. Còn tình yêu thì sao? Gắn bó cả một thời thanh xuân, nắm tay nhau đi hết một thập kỷ dài đằng đẵng. Chỉ một câu chia ly là cả đời chẳng nhìn thấy nhau. Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp lại phải chờ trăm năm. Nói về tình yêu tuổi học trò, phải có định hướng để có tình yêu đích thực, quy luật của cuộc sống. Đó là những gì xảy đến lần đầu tiên, cũng đều mang lại cho con người những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất, và tình yêu không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ, khờ dại, nhưng lại luôn thuần khiết, tươi mới và chẳng hề biết toan tính thiệt hơn. Ta yêu, ta tin và ta cùng xây những ước mơ ngọt ngào mang tên mãi mãi. Vì lúc này ta vẫn chưa biết thế nào là khổ đau, bất hạnh và chia ly. Nói về tình yêu tuổi học trò là nói về những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời. Sự ngây ngô trong từng khuôn mặt, sự ngại ngùng trong từng ánh mắt đã làm nên sự đáng yêu và dấu ấn khó phai cho đến tận cuối đời. Tuy nhiên, không ít những mối tình yêu tuổi học trò dần biến chất. Trước đây, tình yêu học đường chỉ phổ biến ở lứa tuổi trung học phổ thông, khi các em đạt đến sự phát triển khá hoàn thiện về thể chất và tâm lý, sẵn sàng bước vào cuộc đời rộng lớn. Thế nhưng ngày nay, nhiều học sinh ở cấp trung học cơ sở cũng đã có cảm giác yêu và muốn gắn bó thân thiết với bạn khác giới. Thậm chí ở các lứa tuổi nhỏ hơn cũng xuất hiện hiện tượng yêu sớm này. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ, tiện nghi, làm cho trẻ em phát triển hơn cả thể chất lẫn tâm hồn.
đời sống tinh thần phong phú, tiếp cận với nhiều thông tin sinh lý thông qua các kênh truyền thông và thế giới xung quanh, làm nảy sinh tâm lý hiếu kỳ, tò mò, muốn biết cảm giác yêu và được yêu ở học sinh. Tình yêu tuổi học đường giờ đây được công khai và trở nên táo bạo hơn, không còn che giấu, ngại ngùng, e ấp và chuyển thư kín đáo qua sách vở, qua ngăn bàn như ngày xưa. Học sinh bây giờ thích nhau thì phải công khai nắm tay, âu yếm nhau như trong phim. Thậm chí ngay trong lớp trước mặt bạn bè và thầy cô. Còn có cả những kiểu tỏ tình tốn kém và khá lạ lẫm được tung hô trên mạng. Ngày nay, khi nói về tình yêu tuổi học trò, nhiều người ngán ngẩm lắc đầu bởi sự thoái hóa của những nét đẹp thuần túy vốn có của nó. Trên các mặt báo chí hàng ngày, có đến chục vụ đánh ghen trong học đường, rồi những vụ việc nạo phá thai, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, học tập và cả tương lai khi đi quá giới hạn của tình yêu học đường. Tình yêu tuổi học trò không sai, nhưng khi tình yêu gõ cửa trái tim thì trước khi tiếp nhận nó, hãy tự hỏi mình có đủ tự tin, đủ bản lĩnh, đủ chín chắn, đủ kỹ năng sống để có thể biến tình yêu thành động lực vươn lên trong học tập, trong cuộc sống hay không. Khi đã yêu, phải định hướng để có một tình yêu đích thực, trong sáng và mạnh mẽ. Đừng chỉ đặt cảm xúc lên trên hết và ngộ nhận về những cảm giác của mình. Hãy luôn biết tỉnh táo suy nghĩ để không vượt qua những giới hạn không cho phép, nhằm giữ gìn một tình yêu đẹp và trong sáng. Nếu chưa yêu, không vội tìm kiếm, nên sống lành mạnh trong cả quan hệ tình bạn, cả nam và nữ, trong tình cảm yêu thương của gia đình. Tìm hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết về giới tính, về sức khỏe sinh sản, về tâm lý, để khi đã thực sự trưởng thành, tình yêu tự sẽ đến chững chạc hơn, chân thành hơn, cao thượng và đẹp hơn. Các bậc phụ huynh và nhà trường cần quan tâm nhiều hơn đến tâm lý của con em chúng ta. Đừng cứng ngắc, bảo thủ, cấm đoán. Hãy nhẹ nhàng dùng tình yêu chân thành và sự hiểu biết, ứng xử khéo léo, hướng dẫn các em đến những suy nghĩ tích cực, chuyển hóa nguồn năng lượng tình yêu đôi lứa thành năng lượng tình yêu bạn bè, gia đình và thầy cô. Thưa các bạn, để khép lại clip này, xin mời các bạn nghe bài thơ Tình yêu tuổi học đường, đăng trên trang chiều tà.com. Em leo cành mộng hái hoa mơ, anh thả bùa yêu kín nẻo chờ. Thầy tưởng trò ngoan chăm toán lý, mẹ mừng con giỏi thích văn thơ. Ngờ đâu tập trắng ghi nhăng nhít, nào biết lòng son nhớ ngẩn ngơ. Hình bóng người dưng đầy trí não, ngó vô bài vở rối như tơ. Thưa các bạn, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý bạn báo, quý bạn trang, quý tác giả đã giúp chúng tôi hoàn thiện clip này. Cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Thân ái, kính chào các bạn.